Khoảng 20 giờ ngày 8 tháng 1, tại km 83, quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Các lực lượng gồm đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hương Sơn. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, đội kiểm soát ma túy cục Hải quan tỉnh tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát Lào nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Lái xe là Lê Hữu Lam, sinh năm 1977, trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong khoang tự chế của xe này có chứa 500 viên đạn Samlet, đạn hoa cải cùng 32 hộp pháo hoa loại 9 quả và 29 hộp pháo hoa loại 36 quả, trọng lượng khoảng 95 kg. Bước đầu, Lê Hữu Lam khai 500 viên đạn vận chuyển thuê cho một người đàn ông Lào từ bến xe Viêng Chăn về thị xã Hồng Lĩnh, còn 95 kg pháo thì Lam mua từ Viêng Chăn đưa về Việt Nam để sử dụng. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.